lấy 5x cho bà con ơi. DC 105X về ngã 5 Sóc Trăng nha. Đây giao cho mấy anh trai nè. Hạ bồn rồi, bảo dưỡng xong hết rồi. Tại em gắn đầy đủ lên hết nha bà con. Xích là 2 cộng đẹp ha, dàn chân bảo dưỡng sơ qua hết rồi. Chiếc này giao cho anh trai 300 ngoài triệu nha. 300 ngoài triệu bà con ơi, DC 105. Ghiên hàng ghiên 3 nút nè. Hộp số mở ra, tháo hai cái đùi ra lên đặng đôi cho anh nè ha. Xe này xe thái xịn nha. Đại hát nè 1747 nha bà con. Thấy không? Thái xịn 1747 nha. Em gắn nè. Tem đang thiếu cái tem, đợi về cái tem rồi em mới gửi cho khách sau nha. Đang thiếu cái tem 100 lẻ. Đó, lên nhọt sớt luôn. Ok nè, lên xong rồi nè. Đây, mấy cái đồ phụ tùng đem về đó bà con. Nhớt nhau là thành đập này kia đồ zin của máy nè. Đây mấy anh trai chủ máy nè bà con. Mấy đồ tấp tấp không ạ. Đây, bây giờ lên máy xong rồi. Rồi cảm ơn mấy anh trai ở Thành Trị Sóc Trăng nhiều nha.